Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong đó, Bộ yêu cầu hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm học 2024, chuẩn bị các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoàn thiện đề án phương thức tuyển sinh năm 2024, khắc phục các bất cập hiện nay trên cơ sở phân tích dữ liệu, đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh. Trong mùa tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận vẫn còn quá nhiều trường có nhiều phương thức, phương án xét phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến cái câu chuyện bảo vệ môi trường thì đây là một câu chuyện không còn quá mới nữa. Nhưng mà với mỗi chúng ta thì nhiều khi nhắc lại, chúng ta lại thấy rằng là đôi khi chúng ta vẫn chưa có để tâm đến nó và không có quá nhiều thời gian để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì ngày càng có thêm nhiều hoạt động để mà có thể nâng cao hơn được cái ý thức cũng như tinh thần bảo vệ môi trường của cộng đồng chúng ta. Và thưa quý vị, chương trình ngay sau đây sẽ là một ví dụ rất là điển hình cũng như là vô cùng thú vị. Hôm qua thì tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra buổi trao giải và triển lãm Show It Now 2023 We Earth. Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đến từ cuộc thi Show It Now do Arena Multimedia, đơn vị đào tạo chuyên gia mỹ thuật đa phương tiện tổ chức. Và năm nay với chủ đề We Earth, con người và trái đất, triển lãm là nơi chắp cánh cho những tài năng trẻ cất lên tiếng nói bảo vệ hành tinh xanh. Tuyển chọn trong hơn 1.400 tác phẩm trên khắp mọi miền Tổ quốc, đa dạng về mặt hình thức, từ tranh vẽ, nhiếp ảnh, thiết kế đến video, triển lãm Show It Now 2023 Weird là tổng hòa chất xám của thế hệ trẻ. Họ đã dám đứng lên đại diện và mang tới tiếng nói của cả xã hội dành cho hành tinh xanh đầy vết thương đau đớn. Nhìn chung là các bạn đã rất là mạnh dạn thể hiện được cái ý tưởng của mình, những cảm xúc của mình, những thông điệp của mình, cái mong muốn của mình nói ra về cái quan điểm của các bạn về trái đất, ý tưởng giống như cải tạo đất chẳng hạn này, hay ý tưởng về cải tạo về trồng rừng này. Đấy, thì đấy là cái mà tôi đánh giá rất là cao. Đến với cuộc thi hôm nay thì em có mang đến cái tác phẩm này, nó tên của nó là những mắt xích của sự tồn tại. Mỗi thế hệ đều có một cái vai trò gì đó để có thể bảo vệ cái môi trường của mình, dù là chỉ là những việc nhỏ. Tình ảnh mà mình muốn mang đến qua cái bức tranh của mình đó là Cheshire, là thiên nhiên cũng giống như những người mẹ của chúng ta, đặc biệt là mẹ đất, là cội nguồn của sự sống và mang đến cho chúng ta rất là nhiều giá trị. Trong khuôn khổ triển lãm, buổi talk show Weird, nghệ thuật bảo vệ trái đất của người làm sáng tạo cũng được tổ chức. Đây là cơ hội giúp người tham gia lắng nghe những chia sẻ quý giá về sức mạnh của nghệ thuật trong công cuộc bảo vệ môi trường.